Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Zelensky sa vào bẫy 3 tầng của Putin. Cuộc phản công của Ukraine đã kết thúc. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Zelensky sa vào bẫy 3 tầng của Putin. Nga có 3 át chủ bài quan trọng giúp đánh bại Ukraine. Cuộc tấn công của Ukraine đã chậm lại và phương Tây sợ rằng sẽ xuống đến tốc độ bằng không chỉ trong vòng 1 tháng. Phía Nga có khả năng phòng ngự mạnh và chiến thuật khôn khéo của các tướng lĩnh, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine vẫn chưa học được cách quản lý chiến dịch quân sự quy mô lớn. Ấn phẩm nhận xét, bài báo lưu ý rằng kết quả của cuộc phản công đang gây bất an ngày càng rõ ở Ukraine và giữa các đồng minh, có lo ngại cho rằng đến mùa thu lực lượng tiến công sẽ không thể đẩy được quân Nga ra khỏi các địa bàn mà họ đã chiếm. Như vậy, sẽ tạo ra tình hình phức tạp không chỉ về quân sự mà cả bên bình diện chính trị. Kịch bản thảm khốc có thể thế như thế này. Việc ném quân Ukraine về phía Crimea phải hoãn lại cho đến cuối mùa xuân năm 2024. Điều đó cho phép quân Nga củng cố sức mạnh nhiều hơn. Theo quan điểm của các tác giả bài viết, nếu đến trung tuần tháng 9 mà lực lượng vũ trang Ukraine vẫn không chiếm được Mariupol và Melitopol, ắt là Điện Kremlin sẽ có thêm nhiều thời gian để cố gắng chia rẽ các đồng minh của Zelensky. Nhà báo cho biết thêm rằng trong giới ngoại giao hiện đã khôi phục cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn theo mô hình Triều Tiên sẽ đóng băng tuyến giáp danh ngoài mặt trận. Chiến dịch quân sự ở Donbass, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua. Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc Nga không còn cơ hội để làm khác. Rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác. Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền. Trong khi đó, liên minh này bất chấp sự phản đối của Moscow lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga. Cuộc phản công của Ukraine đã kết thúc. Theo chuyên gia Michael, với tỷ lệ tiêu hao của lực lượng Ukraine cho thấy cuộc phản công đã kết thúc. Đánh giá của Michael Malov, cựu chuyên gia phân tích chính sách an ninh cấp cao tại Văn phòng Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra dựa trên những số liệu được tiết lộ về cuộc phản công lực lượng Ukraine tiến hành trong thời gian qua. Tính đến ngày 4 tháng 8, Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ và hơn 4.900 đơn vị vũ khí khác nhau, bao gồm 26 máy bay, 9 trực thăng, 1.831 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, trong đó có 25 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng bánh lốp AMX do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất kể từ khi bắt đầu cuộc phản công của Kiev. Ngoài ra, lực lượng Ukraine đã mất 747 khẩu pháo dã chiến và súng cối, bao gồm 76 hệ thống pháo M777 của Mỹ, cũng như 84 tổ hợp pháo tự hành của Ba Lan, Mỹ, Pháp và Đức. Dữ liệu này khá nghiêm trọng vì nó thực sự cho thấy tỷ lệ tiêu hao cao, rằng người Ukraine chỉ đang nhai thiết bị của họ và đưa ra các chiến thuật mà họ đang sử dụng. Bạn có thể hiểu rõ tại sao rất nhiều thiết bị đó trở thành vịt ngồi xổm. Ngoài ra, các chiến thuật đang được người Ukraine sử dụng có thể dẫn đến sự tàn phá và thiệt hại nhân mạng lớn hơn. Vì vậy, thực tế trên chiến trường không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi đã xem một số video vào ngày hôm trước, trong đó nó giống như chiến tranh chiến hào trong thế chiến thứ nhất mà họ đang tham gia. Họ đã sử dụng lại các chiến đấu cũ, vốn có bản chất phòng thủ, họ không được huấn luyện cho mục đích tấn công. Và đây là điều mà tôi nghĩ là khá rõ ràng và đáng chú ý. Tổn thất nặng nề của Ukraine được cho là do chiến thuật của Mỹ không đủ và cả quá trình huấn luyện dồn nén của NATO hóa ra lại vô ích trong việc đối phó với các công sự, pháo binh, không quân và bộ binh của Nga trên chiến trường. Báo chí chính thống của Mỹ gần đây đã đưa tin rằng Ukraine đang quay trở lại chiến thuật cũ vì quân đội Ukraine do NATO huấn luyện được trang bị vũ khí phương Tây và đã không đạt được bất kỳ tiến bộ nào trên thực địa. Các phương tiện truyền thông lưu ý rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã hy vọng rằng 9 lữ đoàn do phương Tây đào tạo sẽ cho thấy cách chiến tranh của Mỹ vượt trội hơn so với cách tiếp cận của Nga, nhưng hy vọng của họ đã bị tiêu tan. Điểm yếu chính của chiến thuật Mỹ là gì? Theo các chuyên gia, các chiến thuật được quảng cáo rầm rộ của Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào ưu thế trên không, điều mà người Ukraine không có. Nói cách khác, nếu không có ưu thế trên không, mánh khóe sẽ không hiệu quả. Khi tôi ở Lầu Năm Góc và khi quân đội Mỹ thực hiện chiến dịch lá chắn sa mạc, bão táp sa mạc, điều đầu tiên được sử dụng là thiết lập ưu thế trên không. Khi đó hoàn toàn khiến mọi thứ khác trở thành thứ yếu. Và khi thiết lập ưu thế trên không đó, bạn chỉ huy bầu trời, bạn có thể đánh sập các hệ thống kiểm soát chỉ huy, bạn có thể theo dõi các địa điểm đặt tên lửa. Nhưng chiến thuật này đặc biệt
phát huy thế mạnh khi đối thủ có khả năng phòng không rất yếu. Về phần mình, Nga đã củng cố các vị trí của họ và đặt mìn để cản trở cuộc phản công của Ukraine. Bằng cách nào đó, các bãi mìn của Nga đã khiến cho các nhà hoạch định chiến tranh của Ukraine và NATO bất ngờ. Nhận xét về điều này, cựu nhà phân tích của CIA tự hỏi liệu các tướng lĩnh NATO có ngủ quên trong 6-7 tháng qua hay không? Theo ông, Liên minh xuyên Đại Tây Dương có đủ nguồn lực để thu thập thông tin tình báo như vậy trước cuộc phản công. Chiến thuật của Nga cũng đã tỏ ra vượt trội. Chuyên gia nhận định, đối đầu với bất kỳ hình thức phản công nào, các lực lượng Nga đã thực sự cố thủ theo cách mà với mìn bẫy xe tăng và việc sử dụng máy bay không người lái. Nó giúp các chỉ huy địa phương có thể quan sát được các vị trí trên thực địa, và những máy bay không người lái đó đôi khi có thể không bị phát hiện. Vì vậy, nó mang lại lợi thế rõ ràng cho các lực lượng Nga, không chỉ nắm giữ mà còn có thể chiếm các vùng lãnh thổ xa hơn nếu họ muốn. Và cho đến khi người Ukraine có thể nhận được nhiều thiết bị hơn một cách có hệ thống và dòng tiếp tế nhất quán, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ phải thay đổi hướng đi của mình. Vì vậy, họ sẽ mất nhiều lãnh thổ hơn nữa, và quan trọng hơn, họ sẽ mất đi nhiều sinh mạng hơn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đang tiếp tục thực hiện một số nỗ lực tấn công vào hướng Donetsk, Nam Donetsk, Kupiansk và Kranilimen. Hầu như tất cả các cuộc tấn công đã bị người Nga đẩy lùi. Hậu quả là Ukraine đã thiệt hại 130 binh sĩ ở hướng Zaporozhye, 120 binh sĩ ở hướng Nam Donetsk và 70 binh sĩ ở hướng Kranilimen chỉ trong 24 giờ qua. Ukraine có thể phục hồi những tổn thất. Không rõ người Ukraine sẽ bổ sung kho dự trữ và nguồn nhân lực của họ như thế nào. Tôi không hiểu làm thế nào họ có thể làm điều đó, bù đắp tổn thất về con người. Nhiều người Ukraine đã rời khỏi đất nước và không muốn quay lại bởi số lượng người thiệt mạng nhiều đến mức ngay cả những người lính đánh thuê đến. Họ ngay lập tức muốn rời đi, họ thấy rằng không có sự hỗ trợ, không có tổ chức, không có sự chăm sóc y tế tốt. Kết quả là khả năng có được lính đánh thuê đang giảm đi rất nhiều. Có những video do lính đánh thuê đưa ra, những người về cơ bản đang nói với những ứng viên tiềm năng khác rằng đừng đến, điều đó thật tệ. Chuyên gia Mỹ nói, tỷ lệ hao mòn của thiết bị cũng rất đáng kinh ngạc. Ông tiếp tục nói thêm rằng Ukraine không sản xuất thiết bị quân sự với số lượng cần thiết và hoàn toàn phụ thuộc vào sự trợ giúp của phương Tây. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này đang cạn kiệt vì các nước NATO đang chứng kiến thiết bị của họ bị phá hủy. Theo chuyên gia, ông cho rằng nếu Ukraine không nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài, họ sẽ xem xét ngừng bắn. Dù sao đi nữa thì không có cơ hội xoay chuyển cuộc phản công của Ukraine. Ông tin rằng bước tiến của Ukraine đã kết thúc. Quan chức Nga nói Ukraine tấn công tàu dầu gần với cầu Crimea. Quan chức do Nga bổ nhiệm cáo buộc Ukraine dùng xuồng tự sát tấn công và làm hư hại tàu dầu gần với eo biển Kerch, nơi cầu Crimea bắc qua. Theo thông tin sơ bộ, tàu dầu dân sự của Nga bị hư hại sau vụ tấn công bằng xuồng tự sát do những kẻ khủng bố Ukraine thực hiện. Vladimir Drogov, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhia ngày 5 tháng 8 thông báo. Theo ông Drogov, vụ tấn công xảy ra ở vị trí cách eo biển Kerch, nơi cầu Crimea bắc qua, khoảng 60 km về phía nam. Một số thủy thủ trên tàu bị thương do mảnh kính văng trong vụ nổ, song không có người thiệt mạng. Các thủy thủ nói tàu vẫn nổi sau vụ tấn công, nhưng không thể di chuyển vì khoang máy đã ngập nước. Lực lượng cứu hộ hàng hải của Nga đã điều hai tàu kéo tới hiện trường để đánh giá hư hại trên tàu dầu và quyết định phương án xử lý. Tàu dầu vài ngày trước bị xuồng tự sát tấn công ở phía đông bắc eo biển khi đang được tàu tuần tra hộ tống. Ông Drogov nói, không thể gọi vụ tấn công vào con tàu này là tình cờ. Ông Drogov cho biết tàu dầu đang trên đường về nước sau khi chuyển các sản phẩm dầu mỏ cho lực lượng Nga tại Syria. Vụ tấn công này không chỉ nhằm buộc Nga quay lại thỏa thuận ngũ cốc đáng xấu hổ, mà còn phần nào gây nguy hại cho năng lực hậu cần của lực lượng vũ trang Nga ở Trung Đông. Ông Drogov nhận định, vụ tấn công khiến giới chức Nga đình chỉ giao thông trên cầu Crimea. Đây là lần thứ ba trong 24 giờ qua, giao thông trên cầu Crimea bị gián đoạn. Cố vấn lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm khẳng định cầu Crimea không bị tấn công trực tiếp và không có vụ nổ nào trong khu vực sát công trình. Tàu dầu bị xuồng tự sát tấn công sau vụ tập kích nhằm vào quân cảng ngày 4 tháng 8. Các nguồn tin Ukraine cho biết đây là chiến dịch phối hợp của cơ quan an ninh Ukraine và hải quân nước này khiến tàu đổ bộ của Nga hư hại nghiêm trọng. Vụ tấn công gần nhất vào cầu Crimea xảy ra ngày 17 tháng 7, khiến một nhịp trên làn đường bị sập, hai người thiệt mạng và một người bị thương. Nga cáo buộc đây là hành vi khủng bố của Ukraine và cảnh báo đáp trả thích đáng.
Cùng ngày, quan chức Ukraine cho biết cầu Crimea bị tập kích bằng xuồng tự sát. Truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin cho biết vụ tập kích là chiến dịch đặc biệt của cơ quan này và hải quân Ukraine. Cầu Crimea còn gọi là cầu Kerch có chiều dài 19 km, bắc qua eo biển Kerch và nối bán đảo Crimea với vùng Karanoda của Nga. Công trình được khởi công vào tháng 2 năm 2016, 2 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, gồm cầu đường bộ khánh thành tháng 4 năm 2018 và cầu đường sắt hoạt động tháng 12 năm 2019. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!